Hello cả nhà, hiện tại em đang có mặt số 307 Đoàn Văn Bơ, phường 13, quận 4. Thì chỗ này là chỗ của Bé Đôi với lại Trang Thi nè cả nhà. Hấp dẫn quá, trời ơi, chà bá luôn. Ôi anh thấy sao nhiều món như vậy, một hộp full thịt luôn đó. Đây cả nhà, đây thì sẽ có thịt nè, tôm, chị lấy cái bịch tắc chi vậy, đây là lỗ mũi heo nè, và đây là chân gà. Đây là cái gỏi ngó sen quá, đây gỏi ngó sen, đây là đu đủ nè. Đó anh đây mình bán món gì à? Ở đây gồm có gỏi đu đủ tôm thịt với lại gỏi ngó sen tôm thịt. Gỏi đu đủ thì 40.000, gỏi ngó sen thì 50.000. À, một phần là như vậy hả? Một phần là 40.000. Đúng rồi, phần 40.000. Còn gỏi có đầy đủ luôn á. Lỗ mũi, tôm, thịt. Rồi lỗ tai heo, da heo, nói chung là đầy đủ hết mọi thứ. Còn gà nè, chân gà này là bán sao? 15.000 một cặp. Giống như mình ai muốn ăn trộn thêm thì mình trộn vô chung với lấy gỏi ăn cũng ngon lắm. À, nghĩa là một cặp là hai cái chân vậy hả? Đúng rồi, một cặp hai chân. Rất là ngon cả nhà, nhìn rất là đã. Chảy nước miếng luôn á. Quá trời luôn. Tưởng hôm nay sụm nụ rồi chứ hôm nay bán cũng nãy giờ cũng lê ra. Rất là nhiều luôn. Thì làm cho anh một phần này một phần kia đi. Làm gì ta? Làm cho chị. Để ý là lúc có gì qua nãy giờ hả? Bả hả? Lăn xăng nãy giờ. Làm cho chị. Làm cho ta một phần ngói sen, một phần đu đủ. Trời ơi. Chị. Ok chị. Rồi ngói sen. Ăn đây em về chị. Ăn về. Em làm cái hàng chuyên nghiệp của chị ơi. Hôm bữa bóc sao dặn hai con tôm ra đường luôn nha. Ghê vậy. Rất là hấp dẫn luôn. Mình sẽ kêu một phần ngói sen với một phần đu đủ. Full thịt luôn á mọi người. Còn gì là 50.000. 50.000. Sao có cái chữ anh đo lên đây vậy? Ê Trang, bây giờ em gắn cái đó đó. Xong em ra ngoài đứng mắt khách vui đó có Trang. Trang ơi. Đây suy nghĩ từ từ chứ thôi. Đi ám đi. Tự nhiên cái đụng cái ba chồng kìa. Trời. 50 vui vẻ mấy anh mấy chị ơi, 50 vui vẻ bao phòng nghe, 50 nè. 50 vui vẻ, 50 vui vẻ vô. Không, ra đùi luôn đi má. Lại đây coi em làm phùng cho coi. Bây giờ tình hình là đứng quá khách, 50.000 vui vẻ mấy anh mấy chị ơi, 50.000 một hộp nè, bao ăn nè, bao no nè, bao ngủ luôn, bao cả phòng nữa. Mày vô luôn nha, cho tiền đi về gáp luôn nè, mấy anh mấy chị ghé đây nè, tặng một ly trà tắc nè. Coi live stream, coi mấy video clip này nhớ là phải like, phải chia sẻ nha mọi người nha. Ai mà chia sẻ thì nhớ chụp cái màn hình lại, gửi cái Facebook của em liền. Em tặng cho là bị kiến cắn mấy. Em gửi hả là cho 5 hộp gửi liền, nếu mà là chia sẻ liền, thấy không? Gọi đi chị. Phải đứng phải lắc, phải đứng. Anh gọi đi anh. Sao vậy? Tại sao?
tới nào qua đây tới nào ra đây cũng làm khùng làm điên hết trơn á, ghiếc ai đi ngang cũng đừng nhờ. Hôm nay là chủ nhật xe hết đó, mà bữa hả xe hả tao nói nó sát sát lời nè, đông nó vui lắm luôn á. Hồi bữa là đông vui lắm á. Thôi bây giờ nếu mà xịn nụ đẩy xe cơm á thì ông đẩy xe gọi ra chỗ đường luôn. Kiếm ngay gọi ra chỗ đường để bán đường đó dạ. Chị sắp sửa thành cô ba đó, cô ba đứng ai á. Cô ba mai mốt đẩy xe bắp ra giữa đường bán nữa nè. Cái đường này được có cái là trai đẹp không nha. Ta nói buổi chiều vậy? Cái là hả trai tập gym không. Ôi, tướng cỡ chị bà chị Di vậy á. Tự nhiên vô cho ở trong bệnh viện đó không? Không có gì trơn, cái đùm cái mặt con gái cái ba dòng đầy đủ. Nhìn nghe. Ba dòng đầy đủ. Không. Những cái đồ mà trên người của em á rất là dễ luôn không? Em thích đó thì em mặc vào, còn không thích đó thì em lột ra. Đồ của em gọi dạng ơi rồi biết rồi lại giờ thế giới di động đó. Cái gì cũng di động hết trơn nha. Hồi chiều giờ là tình hình là bị sụm nụ. Bữa nay là cuối tuần. Cuối tuần là hôm nay là ngay chủ nhật là cái thứ nhất, cái thứ hai nữa là cái thứ hai nữa là ngay cuối tháng. Đó, cuối tháng là những ngày cuối tháng là thù sẽ tan chay. Tan chay nhiều lắm. Mọi người có ai xem like của video kênh của anh Di Còi thì nhớ cho em một like, một chia sẻ nha mọi người ơi, cho video càng ngày càng được cải thiện và tốt nhất nha mọi người ơi. Mọi người nhớ nha mọi người. Em kêu quá là ai coi livestream hoặc là coi video clip của anh đó thì nhớ cho anh một like và một chia sẻ nha, ủng hộ cho anh cho những clip được hoàn hảo hơn, được tốt hơn. Và em là Trang Đi, hôm nay em đã khỏe rất nhiều nha. Và em là Lâm Hoàng Tấn, biệt danh và là nghệ danh là Trang Thi. Tên con trai đúng không? Số đo 3 dòng, chiều cao của em là 1m7. Ở trên đây 90. Dòng 2 là 64. Dòng 3 95. Vui vẻ không có quạo nha. Cái đùng nằm trong bệnh viện ra cái đùng cái tên ấy 3 dòng đầy đủ. Không biết ở từ đâu mà có. Khách anh bé đo làm kìa. Khách vô phải làm sao đi, mua giờ muốn chị không nhớ chứ mình lại nữa rồi phải giao về câu đi mà. Anh chị ở đâu lại vậy? Con ở đâu? Ủa hai cái đồng tiền thấy cưng quá vậy? Hả? Thấy có hai cái đồng tiền đẹp quá trời đẹp luôn á. Trời ơi, cuộc nai ta nữa kìa. Bà làm sao kìa, bà quá rồi bà lột. Bà đi, sao đâu. Trời ơi, bà lột bà lột cái áo ngực bà ra, bà giả em tứ bề. Tội nghiệp em. Em không muốn là một nạn nhân bị hại đâu nha. Cưng quá. Có hai cái đồng tiền. Anh cho em nựng miếng nha. Đảo mọi người. Lâu lâu được đụng đàn ông đảo. Đó hả? Ngày hôm nay luôn hả? Hay sao? Bình Chánh á. Chị từ Bình Chánh qua đây hả? Vậy là chị từ Bình Chánh qua luôn hả? Mình cuối đến đây mua. Mình có coi YouTube không? Chị qua đây là cuối đến đây để qua mua. Thôi. Bây giờ không có cái quán này của cộng đồng LGBT của giờ mình tha. Vậy hả? Vậy là anh chị này có nghĩa là ai về thuộc cộng đồng của người chuyển giới là anh chị. Nếu mà là mở quán là anh chị luôn luôn, lúc nào cũng ủng hộ hết trơn nha. Anh chị ở tận Bình Chánh đó nha mọi người. Cảm ơn anh nha. Em cảm ơn anh chị. Hùng mà đẹp dễ thương đúng không chị? Trời ơi. Con đi đâu vậy? Ở đây đi chơi nha. Không, bóng xuống kìa, bóng xuống kìa sao ngồi. Hết Bình Chánh, Bình Thạnh, quận 4, quận 3, quận 10, quận 9 là có ghé hết trơn rồi đó. Đầy đủ luôn. Bye con nha. Bye con. Có chuyện đường ghé ủng hộ em nha anh chị.
đâu câu thứ ba đó, thứ ba thứ ba là đi ăn mua hộp gỏi tặng tặng miếng đâu câu nhớ nha, nhớ nha em đợi đó, nhà có con trai lớn dắt lại em đâu, dắt ba cũng được nghe chị. Giờ tới cái quá trình là ngồi đợi khách nha mọi người nghe. Giờ mình ngồi mình đợi khách nha mọi người. Giờ ngồi đợi khách nha. Hello mọi người nha. Chị. Giờ đây nha chị ơi. Không, vợ tướng này là tướng mình đang có thời đó. Thời sắp sửa tới rồi. Đang đợi thời tới. Đang đợi thời đó. Thời quá. Bây giờ ngồi vậy cũng không có sang, ngồi vậy không có sang. Ngồi vậy không có sang. Chị ơi. Sang nha con. Anh mấy chị ơi. Ê, sang nha, cách này là cách sang nha, chứ không có tên mẹ nha. Sang 50.000 vui vẻ, 50.000. Sang luôn. 50.000. Khách sang đàng hoàng, kiếp khách sang 50.000 liền. Bao ăn, bao no, bao uống, bao phòng luôn. Vô luôn mấy anh mấy chị ơi. Cho tiền xe đi về luôn, bắt gáp cho về. Bác hiền, ta kêu ta nói, nó nói nè. Bao phòng luôn nghe mấy anh mấy chị ơi. Vô ăn hộp gửi bao phòng nghe. Mày vô nè, vô ăn hộp gửi bao phòng mấy anh mấy chị ơi. Rồi, chấn động nghe. Quá trời người ta luôn, kêu nãy giờ kêu muốn chết. Rồi hay quá trời. Hẹn gặp lại cả nhà ở video sau nha. Chào tạm biệt cả nhà.